Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, và vẫn trong khung giờ quen thuộc này để chúng ta tiếp tục đến với tập số 4 của bộ truyện rất hay Tiếng Khóc Âm Hồn phần 2 của tác giả Trường Lê. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức tập 4 phần 2 bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cô lại lúc này khẽ trả lời: đừng vội khóc. Ai nói chúng ta không có manh mối? Chẳng phải vẫn còn một người liên quan đến ngôi biệt thự này hay sao? Cô sẽ bắt đầu từ người này. Nín đi. Đây là lúc cháu phải bình tĩnh để cùng cô hóa giải vấn đề. Yến liền hỏi tiếp: là ai vậy cô? Cô lại liền đáp: là người đã sửa lại khóa cửa hậu và để chìa khóa bên dưới chậu hoa. Cũng là người đã đóng tiền điện nước suốt mấy năm qua, cho dù ngôi nhà này không có người ở. Căn cứ vào lời kể của bà vợ chủ quán ăn, cô nghĩ đó có thể là người giúp việc hoặc là một người họ hàng thân tín đối với cặp vợ chồng kia. Khả năng liên quan đến người vợ hơn là bởi ông chồng là người Pháp. Yến liền nói: cô phân tích rất đúng. Nếu không phải là người thân tín được tin tưởng, không ai lại giao ngôi biệt thự này cho trông nom cả. Nhưng mà cô cháu mình phải tìm người này ở đâu? Một chút manh mối chúng ta cũng không có. Cô lại khẽ đưa mắt nhìn vào chiếc ba lô, đoạn bảo Yến: mở ba lô, lấy chỗ giấy tờ khi nãy cô bỏ vào từ hòm thư ra đây xem thế nào. Yến vội mở chiếc ba lô, lôi hết giấy tờ trong đó. Vừa sắp lại, Yến vừa nói: hóa đơn điện, hóa đơn nước, hóa đơn báo tiền mạng, tiền điện thoại. Cô lại liền hỏi: tất cả những hóa đơn này đứng tên ai? Yến xem lại một lượt nữa rồi trả lời: dạ, đều đứng tên Trần Mai Phương Uyên. Cô lại đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi hỏi tiếp: ngoài tên ra thì còn có địa chỉ hay là thông tin cá nhân nào khác không? Yến liền đáp: dạ có địa chỉ, nhưng là địa chỉ của ngôi biệt thự. Thêm nữa, những hóa đơn này đều được gửi cách đây 4-5 năm về trước rồi cô ạ. 2 năm gần đây thì không thấy nữa. Liệu có khi nào người ta đã cắt hết rồi không cô? Cô lại liền đáp: không, cô nghĩ là chưa cắt đâu. Có thể người chịu trách nhiệm đóng tiền đã thay đổi hình thức thanh toán. Bây giờ mấy loại hóa đơn này đều có thể thanh toán online qua các app ví điện tử hoặc đến những địa điểm thu phí dịch vụ. Ngoài ra ngôi biệt thự này có những lời đồn đại liên quan đến ma quỷ, nên chắc cũng chẳng muốn ai mò đến đây để thử cảm giác mạnh đâu. Địa chỉ trong hóa đơn này là ở đây. Tuy nhiên, theo như lời của bà vợ chủ quán kể lại, thì cặp vợ chồng này không phải là người dân gốc Đồ Sơn. Bắt đầu có chút rắc rối rồi đấy. Có cách nào để tìm ra được nguyên quán của người tên Trần Mai Phương Uyên này được không chứ? Yến liền thắc mắc: nhưng sao lại phải tìm nguyên quán hả cô? Cô lại liền đáp: phải tìm ra nguyên quán thì mới biết được người đó quê gốc ở đâu. Có như vậy chúng ta mới lần ra được manh mối, tìm đúng nguồn cơn của sự việc. Ví dụ như là cô cháu ta biết được nguyên quán của Trần Mai Phương Uyên, khi về hỏi người dân ở đó, chưa biết chừng chúng ta tìm được người thân đại loại như bố mẹ, anh chị em của bà ta. Khi nãy cô cũng có nói người được giao công việc chú ý đến ngôi biệt thự rất có thể là người thân quen với vợ chồng nhà này. Bỏ qua ông chồng người Pháp thì chỉ còn lại người quen của bà vợ. Thế cho nên là biết được nguyên quán quê gốc của bà vợ sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Yến nghe cô lại nói thì đã bắt đầu hiểu ra vấn đề. Yến tiếp tục lục tìm, soi xét thật kỹ từng tờ hóa đơn. Có những tờ đã rách nát bạc màu bay cả chữ, nhưng vẫn không phát hiện ra được điều gì khác. Từ nãy đến giờ cô lại vẫn đang vắt óc suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo. Đột nhiên cô lại nở một nụ cười tươi rồi tự mắng bản thân của mình: sao mình lại dốt vậy chứ, có vậy mà cũng không nghĩ ra. Tuy nhiên để làm được việc này thì cần phải nhờ cậy đến một chút quan hệ rồi. Không biết là bà ấy có còn nhớ mình hay không, cứ thử xem sao. Cô lại nói với Yến: đưa cho cô một tờ hóa đơn ghi tiền điện cũ cũng được. Yến liền hỏi: cô định làm gì vậy ạ? Cô lại liền đáp:
Thực ra dù là người ở đâu thì khi xây nhà mong muốn đăng ký điện nước cũng phải nộp hồ sơ. Mà trong hồ sơ phải có những thứ bắt buộc là hộ khẩu chứng minh thư để mà bên điện lực lưu lại. Giờ chỉ cần liên hệ được với bên điện lực, nhờ họ tra dùm hồ sơ đăng ký điện của Trần Mai Phương Uyên này là sẽ có chứng minh thư của bà ta. Trong chứng minh thư ấy chắc chắn có ghi nguyên quán. Yến nói, nhưng mà sao có cái chuyện bên điện lực lại cung cấp thông tin khách hàng cho chúng ta? Cô lại liền mỉm cười. Đúng là vậy. Tuy nhiên mọi thứ trên đời vẫn luôn có một cách giải quyết riêng biệt nhờ vào những mối quan hệ. Và thật may mắn khi mà cô lại từng xem bói cho vợ của ông giám đốc công ty điện lực Hải Phòng. Và cũng thật tình cờ khi nhà của người này là ở Đồ Sơn. Bà ấy vẫn còn nợ cô một bữa cơm. Xem ra trời xui đất khiến cho cô cháu ta phải ăn bữa cơm mấy trong ngày hôm nay rồi. Để cô gọi điện thoại xem. Đoàn cô lại đánh xe vào bên lề đường, lấy điện thoại ra tìm số bà vợ của ông giám đốc công ty điện lực. Chỉ sau hai hồi chuông, bên kia bắt máy. Chỉ vừa mới alo, người phụ nữ bên kia đã nhận ra giọng của cô Lại. À, cô Lại thấy bói phải không ạ? Tôi Lan đấy. Cô Lại liền đáp, dạ, chào chị Lan, chị nhận ra tôi ngay cơ ạ. Bà Lan cười lớn, tiếng cười vang lên bên ngoài điện thoại. Nhớ chứ, tôi có lưu số của cô mà, đợi mãi hôm nay mới thấy cô gọi, cũng định gọi cho cô mấy lần để cảm ơn, nhưng mà sợ phiền. Cô Lại liền tiếp, dạ, hôm nay tiện đường đi xuống Đồ Sơn, nên là đúng là tôi có chuyện muốn làm phiền chị Lan đây, không biết là chị Lan có rảnh không ạ? Bà Lan liền rối rít nói, rảnh chứ, tôi thì có làm gì đâu, quanh quẩn ở nhà đấy mà, đi ra đi vào chăm hoa tưới cây. Cô đang ở Đồ Sơn phải không, ở chỗ nào để tôi nói tài xế nó đến đón? Cô Lại liền khẽ cười, tôi đi cùng với một đứa cháu gái, hai cô cháu cùng đi ngắm cảnh biển từ trưa, đang trên đường về thì chợt nhớ đến chị, chỉ sợ gọi điện cho chị lại không có nhận ra là ai. Để xem nào, hiện giờ hai cô cháu tôi đang dừng ngay ở trước khu vực sân gốp thì phải. À đúng rồi, bên phải đường đi lên cầu rào. Bà Lan liền nói, ôi trời đất ơi, tưởng đâu xa. Nếu mà ở sân gốp ấy thì chỉ cách nhà tôi có một đoạn thôi. Đợi tôi một chút, tôi sẽ đến đón hai cô cháu ngay. Đúng là duyên thật rồi. Tắt điện thoại, cô Lại liền nói với Yến, xem ra mọi chuyện cũng có chút thuận lợi. Chỉ mong sao người tên Trần Mai Phương Uyên kia không ở cách chúng ta quá xa. Cha con mọi thứ cho lại vào ba lô đi. Một lát nhớ đừng có nói chuyện gì liên quan đến ma quỷ nhé. Bà Lan này là một người cực kỳ tín lại rất sợ ma. Đừng làm cho bà ấy hoảng. Mọi chuyện cứ để cô nói cho. Yến vâng dạ rồi để gọn các loại giấy tờ vào trong ba lô. Trong lúc sắp xếp, vô tình Yến làm đổ một thứ gì đó. Yến vội vàng quay lại hỏi, Cô Lại ơi, đây là gì vậy ạ? Cháu lỡ làm đổ sao mất rồi? Cô Lại quay lại nhìn Yến, sao vậy? Cháu làm đổ cái gì hả? Yến liền ấp úng, dạ, là thứ bột mà bên trong cái hũ sứ nhỏ này. Cô Lại mỉm cười rồi nói, à ra vậy không sao. Bột đó là dùng để trừ tà trấn áp ma quỷ. Nó chỉ khắc với vong hồn oán linh mang tà khí nặng. Còn đối với người bình thường thì không có tác dụng gì cả. Cháu đậy lại rồi buộc túi cẩn thận cho cô là được. Yến khét thở phào, đây là loại bột cô Lại đang dùng rắc thành một vòng tròn trước khi bắt đầu nghi lễ gọi hồn. Yến có chút thắc mắc khi mà cô Lại nói loại bột này không có tác dụng với người bình thường. Yến liền hỏi, cô nói bột này chỉ có công dụng với ma quỷ, vậy sao lúc nằm ở trong vòng tròn do bột này tạo thành, cháu lại thấy rất dễ chịu khi mà ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ nó? Cô Lại liền mỉm cười mà trả lời, bởi vì lúc ấy cháu đang bị oán linh kia khống chế. Nói cho dễ hiểu thì hiện tại trong cơ thể của cháu vẫn còn lưu lại một phần hồn phách của người đã khuất. Vậy nên là mùi hương tỏa ra từ thứ bột này ít nhiều giúp cho cháu trấn áp được âm khí, sau đó cháu sẽ cảm thấy dễ chịu. Yến liền hỏi tiếp, trông vậy mà hiệu quả thật cô nhỉ? Đúng như lời của cô nói, khi mà chúng ta ở bên trong vòng tròn, ma quỷ sẽ không làm được gì. Cô Lại liền đáp, thứ bột mà cháu đang cầm ở trên tay có tên là Ngũ Linh Thần Mộc, là một loại bột trừ tà được luyện chế bởi phương pháp bí truyền
có nguồn gốc từ Tây Tạng. Cô đã phải tán những loại linh dược thảo mộc như là hồng hoa Tây Tạng, cam tùng hương, tử đàn, an tức hương. Sau đó thì kết hợp với ngũ đại danh mộc gồm trầm hương, hoàng đàn, sư đỏ, huyết rồng và ngọc am. Cuối cùng thêm vào đó là loại tro đã được lấy từ đỉnh đầm, nơi điện thờ trong nhà của cô. Tất cả kết hợp tạo ra loại bột trừ tà này. Tuy nhiên nếu gặp phải loại quỷ dữ có năng lượng tà khí cực mạnh, bột này cũng không có tác dụng. Giống như là lúc cô cháu ta còn ở trong ngôi biệt thự, nếu ở quá thời gian cho phép, bột ngũ linh cũng sẽ hết tác dụng, bởi oán khí của hồn ma đó cực kỳ khủng khiếp. Chỉ cần sai sót một chút thôi, cô cháu ta khó lòng mà thoát nổi. Chính vì vậy mà cô mới chọn cách gọi hồn vào lúc 11 giờ 45 phút trưa. Thời gian của nghi lễ chỉ kéo dài được 15 phút. Đó là lúc mặt trời lên cao nhất, dương khí là mạnh nhất. Ít nhiều nó sẽ khiến cho sức mạnh tà ác của oán linh kia bị suy giảm. Cộng thêm việc ngay từ đầu cô đã nhận ra hồn phách của người đó đã gá vào cuốn sách mà bạn của cháu đem về từ ngôi biệt thự ra ngoài. Chính vì vậy mà khi châm vàng cắm vào cuốn sách, cô cháu có một khoảng thời gian ngắn để rời khỏi ngôi biệt thự mà ám đấy. Yến lúc này liền run giọng: vậy liệu anh ta có bám theo chúng ta nữa không cô? Cô lại liền trả lời: tạm thời thì không. Nhưng mà do bên trong cháu vẫn còn vương lại một phần hồn của cậu ta, cho nên khi không còn ánh nắng mặt trời, cháu sẽ cảm thấy được một chút bứt rứt. Thậm chí nếu cháu ngủ, cháu sẽ mơ thấy hồn phách này. Điều này không đáng ngại, chỉ với một phần hồn này ta hoàn toàn có thể giúp cháu áp chế nó. Tuy nhiên đó là khi linh hồn của cậu ta vẫn chưa hóa quỷ. Một khi nó đã hóa quỷ rồi, hắn sẽ thoát ra khỏi ngôi biệt thự, và người đầu tiên hắn tìm đến chính là cháu. Không chỉ vậy, ta cho rằng sẽ có những người khác phải chết nữa. Ngôi biệt thự ấy vẫn còn ẩn chứa nhiều bí mật mà tạm thời ta chưa thể nói ra lúc này. Chúng ta có 3 ngày để giải quyết tất cả những vấn đề còn khúc mắc. Tiếng còi xe máy bấm ngay bên cạnh cửa xe ô tô. Cô lại hạ kính xe nhìn ra bên ngoài thì đó chính là bà Lan. Thấy cô lại, bà Lan liền cười niềm nở: à, hai cô cháu đây rồi. Lái xe đi theo tôi nhé, nhà ở ngay trong này thôi, đi một chút là tới. Cô lại liền đáp: dạ vâng, làm phiền chị quá. Bà Lan liền xua tay: ôi dào ơi, phiền hà gì, đúng là tôi cũng đang có ở nhà mỗi một mình thôi, đi nhé. Nói rồi bà Lan kéo ga chạy xe đi trước dẫn đường, cô lại cũng lái xe theo sau. Theo bà Lan, chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà vườn vô cùng rộng. Cánh cổng tự động mở ra khi bà Lan bấm khóa từ. Đánh xe vào, ngay mé trong cổng là một hồ cá thủy sinh uốn lượn tới tận tít đằng sau bao quanh khuôn viên của ngôi nhà. Bên dưới mặt nước, những con cá koi với đủ màu sắc, kích cỡ đang bơi qua bơi lại. Tiếng nước chảy, tiếng rì rào của cây cối khiến cho không gian thoáng đãng mát mẻ dễ chịu vô cùng. Chỉ riêng hồ cá này thôi cũng đủ biết gia chủ là người chịu chơi và giàu có đến mức độ nào. Xuống xe, bước chân trên những viền cỏ được cắt tỉa, chăm sóc cẩn thận, Yến nhìn ngang ngót dọc chiêm ngưỡng khung cảnh của ngôi nhà. Bà Lan đi ra đón khách miệng tươi cười rồi nói: nào, hai cô cháu vào đây nào. Nơi này nằm cách trục đường chính nên là rộng rãi và yên tĩnh lắm. Chúng ta vô nhà nói chuyện nhỉ. Tức là tôi vẫn còn nợ cô lại một bữa cơm đấy nhá. Hôm nay dòng đến nhà tôm, hai cô cháu cho phép tôi được mời cơm luôn, không có được từ chối đâu đấy. Đi qua khoảng sân rộng từ cổng vào, nhìn sang bên tay phải, Yến thấy có một khu nhìn rất lạ mắt. Chỗ đó có 3 cây cây với gốc khá lớn, cây cao tán rộng tỏa bóng mát cả một khoảng sân vườn. Cô lại liền nói với Yến: đó là 3 cây ruối, cũng được xem là hàng cổ thụ. Thực ra thì trước ở đó có 4 cây, nhưng mà 1 cây đã được chặt đi. Chắc là có lẽ gỗ của cây bị chặt đi được sử dụng làm bộ bàn ghế đặt ở giữa khoảng 3 gốc cây còn lại. Bà Lan nghe thấy cô lại nói chuyện với Yến thì suýt xoa gật đầu tấm tắc nói: chà chà, quả nhiên là cô lại, chỉ cần nhìn qua là biết hết được tất cả mọi chuyện. Đoạn bà Lan cất tiếng gọi: chị Luyến ơi, chuẩn bị trà để tôi đón khách nhé. Yến khẽ hỏi thầm cô lại: cô đã đến đây trước đó rồi à?
Cô lại liền đáp, chưa đến. Nhưng mà cũng như cháu, hôm nay cô mới đến đây lần đầu. Có phải là cháu đang thắc mắc tại sao cô đến đây lần đầu mà lại biết chỗ kia có ngày trước có 4 cây, giờ đã chặt đi 1 cây phải không? Đó cũng chính là khởi đầu cho sự quen biết giữa cô và bác Lan đây. Bước vào nhà, bà Lan mời hai cô cháu ngồi xuống. Người phụ nữ giúp việc tên Luyến cũng bưng trà ra. Rót trà cho khách xong thì bà Lan nhìn Yến rồi nói, cháu gái của cô Lại xinh đẹp quá, cháu tên gì? Yến khẽ cúi đầu, dạ cháu tên Yến ạ, cháu chào bác. Bà Lan tự giới thiệu, bác là Lan, nhà có cô Lại chỉ điểm bày cách ấy mà gia đình của bác mới sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện đấy. Đúng là không có cô Lại thì chắc có lẽ là những cái phúc không được hưởng mà còn gặp phải tai họa, nếu mà cứ đi nghe theo mấy cái tay thầy dởm. Có thể nói cô Lại giống như ân nhân của gia đình bác vậy. Cô Lại nói với bà Lan, ấy chết, chị không cần đề cao tôi vậy đâu. Cũng may mắn là khi mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa, tôi thì cũng mừng khi bước chân đến đây. Thế vượng khí của tổ tiên trên mảnh đất này còn phát lắm. Không hổ danh là đất tổ truyền đời, chúc mừng gia đình. Bà Lan nghe thích như vậy thì lại càng mừng. Bà vội lấy điện thoại, bà Lan định bấm số của chồng. Để tôi gọi, tôi báo ông nhà tôi về tiếp khách quý. Tôi mà gọi nói là có cô Lại đến nhà là ông ấy phải về ngay đấy. Nhưng cô Lại khẽ ngăn lại. À khoan đã, không cần phiền hà vậy đâu. Cũng không vòng vo. Hôm nay là tôi đến đây có một chuyện quan trọng muốn nhờ anh chị. Tôi nghĩ cái chuyện này chỉ có anh chị mới hỏi được tôi thôi. Nhìn sắc mặt cô Lại có chút nghiêm trọng, bà Lan liền hỏi. Dạ có chuyện gì à? Cô cứ nói đi. Ờ giúp được chắc chắn tôi sẽ giúp hết mình. Cô nói đi đừng ngại. Cô Lại lấy ra một tờ hóa đơn ghi tiền điện đưa cho bà Lan. Cô Lại trình bày, chẳng là tôi muốn tìm người đứng tên trong tờ hóa đơn này. Bà ta tên là bà Trần Mai Phương Uyên. Địa chỉ trong hóa đơn là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Tôi đã đến đó, thế nhưng mà nghe tin gia đình của họ chuyển đi mấy năm nay rồi. Giờ không biết là người này ở đâu. Giờ chỉ có thể tìm được nguyên quán xong lặn lội về quê để dò hỏi. Tôi muốn nhờ cậy vợ chồng chị tìm giúp xem hồ sơ khách hàng đã đăng ký điện tên là Trần Mai Phương Uyên. Trong hồ sơ đăng ký sẽ có chứng minh thư, từ đó giúp tôi có được nguyên quán của người này. Không biết như vậy có được không ạ? Bà Lan cầm tờ hóa đơn lên xem xét một lúc. Có vẻ như chỉ cần nhìn qua địa chỉ là bà Lan đã nhận ra nơi cô Lại lấy tờ hóa đơn này là ở đâu. Mặt khẽ biến sắc, bà Lan liền ấp úng. Địa chỉ này chẳng phải là ngôi biệt thự trên đồi sao à? Ngôi biệt thự ma ám, ở đây ai cũng biết cả, sao cô lại muốn tìm người này? Vốn dĩ đã biết bà Lan là người cực kỳ tín và cũng rất sợ ma. Khi nãy khi mà chỉ kịp nghĩ đến chuyện chồng của bà Lan là giám đốc công ty điện lực, mà cô Lại quên đi mất vợ chồng bà Lan đều là người gốc Đồ Sơn. Với một người tin vào ma quỷ tâm linh như bà Lan thì làm sao có chuyện bà Lan không biết gì về ngôi biệt thự trên quả đồi đó. Đằng nào cũng đã đến đây mở lời nhờ cậy, nói giảm nói tránh chi bằng nói thật. Cô Lại chép miệng rồi thở hắt ra để trả lời câu hỏi của bà Lan. Tôi thì tôi muốn tìm người này là bởi vì cháu gái của tôi đang bị hồn ma trong ngôi biệt thự đó đeo bám. Tính mạng của cháu Yến đang gặp rất nguy hiểm. Chỉ sợ trong vài ngày tới khó mà bảo toàn nổi nếu mà không tìm được người phụ nữ tên Trần Mai Phương Uyên đó. Bà Lan liền tròn mắt, há hốc mồm ngạc nhiên. Không để cho bà Lan chờ đợi lâu, cô Lại kể lại sự việc Yến cùng các bạn đi ngoại khóa trên quả đồi ấy, để rồi bị vong hồn đeo bám. Nghe xong câu chuyện thì bà Lan chợt thấy người lạnh toát, run rẩy giọng của bà nói. Trời đất ơi, sao lại đi lên đó làm gì cơ chứ? Ở đây thiếu gì chỗ để tham quan ngắm cảnh hay là dã ngoại? Thầy cô nào mà lại chọn cái quả đồi đó là vô tình hại chết học sinh rồi. Dân ở đây bao năm nay, nhắc đến cái ngôi biệt thự ở trên đồi đó là người ta còn chẳng dám nghe câu chuyện kể về nó. Hai người chết, còn chưa kể đến là có mấy người đứng ở bên ngoài cổng thích cảnh đẹp, đưa máy lên chụp ảnh thôi mà về đến nhà còn ốm liệt giường, ốm đến rụng cả tóc, nửa đêm nửa hôm còn đòi đi lên đó, phải mời thầy về cúng bái xin xỏ đủ kiểu mới đỡ. Tôi còn nghe đồn ấy là người nào chụp ảnh ngôi biệt thự, lúc mà chụp thì không thấy gì,
nhưng mà xem lại đều nhìn thấy một bóng người bận đồ Âu đứng loanh quanh trong khuôn viên của ngôi biệt thự. Chẳng thế mà từng có thằng nghiện lên đó chích thuốc xong chết đuối dưới tận bể bơi một tuần sau mới có người phát hiện ra. Nơi đáng sợ như vậy mà lại đưa học sinh lên ngoại khóa với chẳng tham quan. Cô lại liền thở dài. Cũng không có trách được cả thầy cô giáo. Bọn họ cũng như là các học sinh, đâu phải là người ở đây. Thế cho nên là chẳng ai muốn biết gì về cái ngôi biệt thự đó cả. Mà đưa lối quỷ dẫn đường, chuyện gì đã đến thì có muốn tránh cũng không tránh được. Suốt gần nửa năm nay thì bản thân của cháu Yến cũng không cảm nhận được gì. Chỉ vừa ngày hôm qua suýt chút nữa thì con bé nhảy từ trên lầu xuống tự tử. Không có mẹ cháu ngăn lại thì bây giờ cháu nó cũng chẳng ngồi được ở đây để mà gặp bác Lan. Khổ thân con bé xinh xắn thông minh mà bây giờ mắc phải cái chuyện duyên năm, vướng vào tình cảm với vong hồn của người chết. Bà Lan khẽ hỏi nhỏ. Ngay cả cô lại đến đó cũng không thể hóa giải được sao à? Có cái này tôi cũng nghe người ta đồn thôi, nhưng mà phải có thì người ta mới đồn. Cách đây 3 năm cái vụ mà có người chụp ảnh xong bị vật ốm liệt giường rụng cả tóc ấy. Nhà đấy thì cũng biết là con bị ma ám, cho nên là thuê một ông thầy ở tận trên Hòa Bình về, vừa là chữa bệnh giải tà cho con, vừa có ý muốn ông thầy này tìm đến ngôi biệt thự ấy để bắt ma. Hôm đó cũng lễ bái, trống chiêng gõ mõ giải tiền vàng nguyên cả đoạn đường đi lên đến lưng chừng đồi. Ông thầy người Hòa Bình nói gia chủ làm cả hình nhân thế mạng, xong rắn bùa khắp người của con hình nhân đó, cho vào quan tài khiêng lên đồi, có đội kèn trống đi theo. Mọi người bảo ông thầy làm như vậy là muốn bắt hồn ma kia nhập vào hình nhân, xong bỏ quan tài đem chôn như đầm mai táng người chết. Như vậy sau này ngôi biệt thự đó sẽ không còn ma quỷ nữa. Yến lúc này liền nói. Nhưng mà rồi không những không bắt được ma, mà ngay cả ông thầy ấy cũng gặp nạn phải không ạ? Bà Lan liền ngạc nhiên. Ôi sao cháu biết? Yến liền đáp. Vì nếu như ông thầy ấy mà bắt được ma thì hiện giờ cháu đâu có bị vong hồn đó đeo bám. Hơn nữa cô lại cũng nói, người này lúc còn sống mang nặng oán nghiệp, chết đi bao năm oán khí càng ngày càng tích tụ, giờ đã sắp bước vào ngưỡng quỷ. Nếu bắt ma mà đơn giản như vậy thì nơi ấy đã không còn đáng sợ như bây giờ. Bà Lan liền thở dài gật đầu. Cháu nói đúng. Nghe kể đâu là đang làm lễ thắp hương, nén hương còn chưa cháy được 1/3 thì ông thầy người Hòa Bình đã ngã lăn ra đất, mỗi miệng tai đều chảy máu đen. Đám thợ kèn con nhang đệ tử hốt hoảng giáo giác bỏ lại hết tất cả mọi thứ, co chân chạy bắn sống bắn chết. Ông thầy này thế bảo sau đưa vào bệnh viện Đồ Sơn, chân tay quò quắp miệng méo sạch, bác sĩ còn tưởng là bị bệnh động kinh. Sau biết lý do là đi bắt ma trên ngôi biệt thự, cả ca trực ngày hôm đó cũng hoảng hồn. May không chết nhưng mà chắc về rồi cũng thành tật. Kể từ đó thì ngôi biệt thự vốn đáng sợ lại càng đáng sợ hơn. Có thách tiền cho vàng cũng chẳng ai dám bén mảng đến đó. Giỏi như cô lại đây còn chịu thua nữa làm. Cô lại liền đáp. Chuyện tâm linh hay là những gì mà người chết đi qua thế giới bên kia, nó cũng tương tự như là cuộc sống của chúng ta vậy. Luôn có một nút thắt cần được gỡ bỏ. Chỉ khác người sống thì hướng về tương lai. Chúng ta còn sống để có thể sửa sai, để nhận ra lỗi lầm của chính bản thân mình. Nhưng với người chết thì khác. Sự tồn tại của linh hồn không phải ai cũng cảm nhận được. Có những người lúc sống mang nhiều đau đớn về thể xác, còn có những người vì quá áp lực về tinh thần mà chết. Không nói đến những người mất đi do sinh lão bệnh tử, thì những vong hồn còn lại vẫn cần một điều gì đó để an ủi. Coi như vậy họ mới mong được siêu thoát, được chuyển kiếp đầu thai. Thanh thản ra đi thì không sao, nhưng mà đâu phải linh hồn nào cũng vậy. Cũng giống như là người trần, vong hồn khi chết đi rồi cũng có hỉ nộ ái ố, có nuối tiếc, có thù hận, có vui buồn. Thậm chí những ác linh khi biết được mình đã chết còn hấp thu tà khí quỷ khí để mà lưu lại nhân gian làm việc xấu, để báo thù. Người đời hay dùng từ trừ ma diệt quỷ, bản thân của tôi thì không nghĩ như vậy. Thay vì hủy hoại đánh tan những vong hồn ấy, tôi muốn giúp họ tháo gỡ nút thắt khi còn sống, tìm cách an ủi linh hồn của họ để họ có cơ hội được siêu thoát. Việc diệt trừ chỉ xảy ra khi mà vong hồn ấy đã hại chết rất nhiều người.
Vì lý do này mà cô cháu tôi tìm đến đây để nhờ cậy anh chị. Mong sao tìm được người phụ nữ tên Trần Mai Phương Uyên kia để mà siêu độ cho hồn ma bên trong ngôi biệt thự. Bà Lan nghe câu nào thấm cầu ấy, bà Lan liền nói: được rồi, cô lại quả nhiên là một người có tấm lòng rộng lượng, rất bao dung và đức độ. Không chỉ với người sống mà còn nghĩ cho cả người chết. Cô đã đến tận đây nhờ vả tôi sao dám từ chối. Việc này cũng không cần nhờ đến chồng tôi đâu. Để tôi điện cho một người quản lý điện lưới ở quận Đồ Sơn là được rồi. Có tên cùng với lại mã khách hàng thì tra ra hồ sơ gốc đăng ký sử dụng điện không có gì là khó. Hai cô cháu cứ ngồi uống nước đi, đợi tôi một lát. Bà Lan đi vào bên trong gọi điện thoại, trên tay cầm theo một tờ hóa đơn đóng tiền điện. Ở bên ngoài phòng khách, Yến khẽ hỏi nhỏ cô Lài: liệu có được không hả cô? Cô Lài liền đáp: tất nhiên là được rồi. Vấn đề cô đang lo lắng là chuyện khác. Nếu như mà nguyên quán của người tên Trần Mai Phương Uyên đó ở gần thì không sao. Còn nếu ở xa, cô cháu ta sẽ gặp rắc rối lớn. Bởi thời gian bây giờ đang vô cùng cấp bách. Trong khi đó manh mối mà chúng ta có được lại rất mơ hồ. Cô chỉ sợ là không kịp. Đang nói bỗng nhiên cô lại thấy gì đó đang chảy ra từ mũi của mình. Yến vội vàng lấy giấy trên bàn đưa cho cô. Ánh mắt của Yến hoảng hốt: cô bị chảy máu cam rồi kìa, cô lau đi. Lấy giấy lau máu, cô lại khẽ ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Có lẽ do cơ thể có chút suy nhược nên cô bị chảy máu cam. Không phải thôi, từ sáng đến bây giờ tuy ngoài mặt cô lại luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng Yến biết cô đang lo lắng cho Yến vô cùng. Cô lại nói với Yến: đừng lo, cô không sao cả, nghỉ ngơi một chút là khỏi thôi. Khoảng chừng 10 phút sau, bà Lan quay lại. Cô lại lúc này cũng đã ngừng chảy máu cam. Nhận thấy sắc mặt của cô lại hơi xanh xao, bà Lan liền vội hỏi: cô sao vậy? Trong người không được khỏe hả? Nhìn mặt cô nhợt nhạt lắm. Cô lại liền đáp: dạ cảm ơn chị, nhưng mà tôi không sao đâu. Chắc có lẽ là lúc trưa leo lên đồi nên là có hơi chóng mặt. Chuyện kia thế nào rồi à? Bà Lan lúc này liền nói: đã xong rồi. Hồ sơ đăng ký sử dụng điện của người tên Trần Mai Phương Uyên đã có đầy rồi. Tôi còn nói cậu em ấy scan lại chụp ảnh chứng minh thư photo rồi gửi qua điện thoại. Đây cô xem đi. Bà Lan đưa điện thoại cho cô lại. Bên trong điện thoại là bức hình chụp chứng minh thư nhân dân của người tên Trần Mai Phương Uyên. Cô lại nhìn xuống dòng ghi nguyên quán rồi khẽ đọc ra mồm: xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Là người gốc bên Thủy Nguyên sao? Vậy thì cũng không hẳn là xa. Trần Mai Phương Uyên sinh năm 1970. Bắt đầu từ đây vậy. Bà Lan liền hỏi: mặc dù biết nguyên quán nhưng mà chỉ riêng một xã chắc cũng phải đến mấy nghìn người. Làm sao hai cô cháu biết phải tìm ở đâu? Chưa kể đến người này còn không ở Thủy Nguyên nhiều năm. Tôi nghe nói chủ nhân ngôi biệt thự ấy là người có quốc tịch Pháp. Sau khi xảy ra chuyện, cả hai vợ chồng cũng đã bay về Pháp 7 năm trước, khó lắm. Yến nãy giờ vẫn còn im lặng suy nghĩ điều gì. Đột nhiên Yến nói với cô lại: cô à, cháu có một cách, không biết có đúng không nhưng mà cháu nghĩ chúng ta nên thử. Quay trở lại thực tại, Phú khẽ nhấp ngụm nước rồi hỏi: là cách gì vậy? Qua lời kể của em thì thực sự là anh vẫn chưa nghĩ ra được phương án nào để có thể tìm được người phụ nữ tên Uyên kia nhanh hơn. Kim liền tặc lưỡi: ôi dào ơi, sao phải nghĩ, để Yến nó kể nốt ra là biết ngay mà. Phú liền mỉm cười: đôi khi cũng nên đặt suy luận của mình vào câu chuyện đang nghe chứ. Tôi thấy là những chi tiết trong câu chuyện này rất hay. Nó kích thích trí tò mò và khiến cho người nghe phải suy luận. Chà, nói như thế nào nhỉ? Kiểu như là một cuốn tiểu thuyết trinh thám mà khi chúng ta đọc răng dở thì não bộ cũng sẽ luận ra manh mối vậy. Cái này người ta gọi là nhập tâm vào câu chuyện. Chăm suy luận phán đoán sẽ khiến não bộ trở nên thông minh hơn đấy. Yến khép buồm miệng cười, Kim vẫn ngây ngô không hiểu gì.
Cho tới một ít sau, Kim liền gắt: "À, cái đồ cải trớn, ý cậu đang chửi xéo tôi là ngu đó phải không?" Phú liền vội xua tay lắc đầu đáp: "À không, ý tôi không phải vậy, chỉ là do tôi nhập tâm vào lời kể của Yến quá thôi, không có ý nói xấu chị đâu. Yến, em nói cho mọi người cách của em đi." Yến liền gật đầu rồi tiếp: "Hai anh chị còn nhớ cái đống giấy tờ hóa đơn mà cô Lài đã lấy ở hòm thư ngay ở bên ngoài cổng ngôi biệt thự chứ?" Kim liền đáp: "Tất nhiên là nhớ, nhưng sao?" Kim liền nói: "Ngoài hóa đơn tiền điện nước thì còn có cả giấy báo tiền điện thoại, vì trong ngôi biệt thự ấy người ta sử dụng điện thoại bàn." Phút liền hỏi: "Không có gì lạ đâu nhỉ? Nếu là khoảng chục năm về trước thì dùng điện thoại bàn là thông dụng, nhưng mà như vậy thì sao?" Yến liền giải thích: "Vì người phụ nữ tên Uyên kia không phải là dân gốc Đồ Sơn. Ngoài ra sau khi thu thập thông tin, em và cô Lại cũng đoán người giúp việc cho gia đình này cũng không phải là người Đồ Sơn nốt. Bởi nếu như mà người dân Đồ Sơn chắc hẳn là quanh đó họ sẽ nắm được thông tin về người giúp việc này. Tuy nhiên khi mà hỏi thì không ai rõ cả. Trong phong bì báo tiền điện thoại có một tờ giấy in lại những cuộc gọi từ máy bàn. Trên xe ô tô em đã soi rất kỹ từng tờ hóa đơn một. Tờ in cuộc này gọi cũng không ngoại lệ. Và rồi khi mà cô Lại đọc ra nguyên quán của bà Uyên em mới sực nhớ ra. Trong thông báo cước điện thoại ấy có hai số được gọi khá nhiều lần. Thời gian gọi luôn dao động từ 10 đến 15 phút. Trong đó một số điện thoại bàn mang mã vùng 031. Số còn lại là số di động. Tuy nhiên thì trong giấy báo của gọi còn có một vài số khác. Tuy nhiên đây là hai số điện thoại được gọi thường xuyên. Hầu như ngày nào cũng gọi nên em mới chú ý đến." Kim liền nhăn mặt: "Nhưng mà chị vẫn chẳng hiểu gì cả. Điều đó chứng minh được gì?" Yến khẽ cười: "Vậy mà có đấy. Khi mà nhìn vào hai số điện thoại ấy á, trong đầu của em liên tưởng đến một giả thiết. Em cho rằng người thường xuyên sử dụng điện thoại bàn gọi vào hai số điện thoại kia sẽ là bà Uyên hoặc là người giúp việc. Nếu như suy luận của em đúng thì chẳng phải là khi gọi lại hai số điện thoại đó mà còn sử dụng thì việc tìm ra manh mối về người tên Trần Mai Phương Uyên sẽ dễ dàng hơn sao?" Kim liền vỗ tay cái đét: Đúng. Không thì cũng cùng lắm là dò hỏi được chút thông tin gì đó có liên quan đến những người còn sống trong ngôi biệt thự. Rồi sao nữa Yến, có gọi được không?" Yến liền đáp: "Dạ không gọi được số máy bàn chị ạ." Kim lúc này liền xìu xuống: "Ê, vậy là hy vọng lại tắt à?" Nhưng Yến lại mỉm cười: "Dạ không phải. Không gọi được là do em vẫn bấm mã vùng cũ. Trong khi đó thành phố mình năm ấy đã đổi mã vùng thành 0225 rồi. Thế nhưng mà trước khi gọi em đã nhờ mẹ em làm giúp một việc trước." Kim liền tròn mắt: "Nhờ gì Thoa à? Cơ mà làm nhiều việc gì?" Yến liền tiếp: "Em nhờ mẹ em tra hộ thông tin của số điện thoại di động kia. Mẹ em có bạn làm bên dịch vụ viễn thông mà. Chỉ cần số điện thoại sẽ tra ra được tên, ngày tháng năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chủ SIM điện thoại. Nếu như SIM đó đã đăng ký chính tên chính chủ, em muốn xem sau mấy năm thì liệu số điện thoại đó còn sử dụng được không? Và nếu vẫn hoạt động thì ai là người đang dùng nó? Và rồi kết quả em nhận được từ mẹ em hoàn toàn trùng khớp với những gì mà em suy luận. Số di động ấy vẫn hoạt động, người đứng tên trên số máy đó là một người phụ nữ họ Trần. Người này tên là Trần Thị Thảo, sinh năm 1978, nguyên quán cũng ở Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Giờ thì hai anh chị hiểu ra vấn đề rồi chứ?" Phú liền gật đầu rồi đáp: "Có nghĩa là khả năng lớn Trần Mai Phương Nguyên và Trần Thị Thảo có quan hệ họ hàng. Sau đó em đã gọi vào số di động kia và gặp người tên là Trần Thị Thảo." Yến lắc đầu: "Không. Khi mà cô Lại gọi vào số điện thoại di động đó thì người bắt máy lại là một người đàn ông. Em và cô Lại cũng đã bàn tính khi gọi điện phải nói làm sao cho thật tự nhiên, không được để lộ bất cứ một thông tin gì có liên quan đến ngôi biệt thự. Sau vài giây đầu chào hỏi thì nghe giọng người đàn ông trong điện thoại, cô Lại cũng đoán đó là một ông già trên dưới 60. Sau khi hỏi đây có phải là số điện thoại của Thảo không thì ông ấy nói ông ấy là bố của Thảo. Lúc này mọi suy luận đều đã đúng. Cô Lại tự xưng là bạn của Thảo ở xa, muốn hỏi địa chỉ để đến thăm gia đình. Và thế là em với cô Lại đã có địa chỉ cũng như là người cần tìm trong phạm vi thu hẹp nhất có thể. Vì ở thôn không có số nhà cho nên là bố của Trần Thị Thảo nói
Chỉ cần tìm đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Lập Lễ rồi hỏi nhà ông Trần Đình Quang là người ta sẽ chỉ cho. Giờ đây ngồi kể lại mà em vẫn thấy hồi hộp, như là vừa chỉ trải qua sự việc ấy mới đây vậy. Cứ như được chỉ lối dẫn đường, em và cô Lại không dám trễ nải thời gian mà lập tức lái xe đi sang Thủy Nguyên ngay buổi chiều ngày hôm ấy. Yến lúc này nhớ lại, hai cô cháu đi luôn hả? Chẳng phải bảo ở đây ăn cơm với tôi rồi sao bây giờ lại đi vội thế? Bà Lan nói bằng giọng tiếc nuối. Cô Lại lúc này liền đáp: thật lòng xin lỗi chị, không phải là không muốn ở lại dùng cơm, mà thực sự hiện giờ tính mạng của cháu Yến giống như là mảnh chỉ treo chuông vậy, càng chậm trễ lại càng nguy hiểm. May mắn hôm nay được chị giúp đỡ, ơn này cô cháu tôi sẽ không bao giờ quên. Còn việc dùng cơm thì chúng ta đành hẹn nhau hôm khác vậy. Bà Lan cũng hiểu vốn tin vào những chuyện ma quỷ, hơn nữa một người như cô Lại phải hạ cố đến tận đây để xin giúp đỡ, chắc chắn chuyện không phải là tầm thường. Bà Lan không dám giữ, tiến hai cô cháu ra xe, bà Lan liền nói: chẳng biết giúp gì cho hai người, thôi thì chúc cho hai cô cháu lên đường bình an, sớm hóa giải được mọi chuyện. Nếu mà qua được lần này nhất định phải về đây ăn với tôi bữa cơm đấy nhé. Yến cúi đầu lễ phép chào bà Lan. Dạ cháu cảm ơn bác, cháu rất thích phong cảnh ở đây ạ. Bà Lan liền mỉm cười: cố lên cô gái, thông minh xinh đẹp như cháu á, giờ mọi chuyện cũng tốt đẹp cả thôi. Cô Lại chào bà Lan rồi đánh xe ra khỏi cổng, tiếp tục cuộc hành trình hóa giải duyên âm. Bắt đầu kể từ đây, một sự thật kinh hoàng tưởng chừng như đã trôi vào quên lãng sau 7 năm. Những trang sách đang được lật ngược lại trở về thời điểm mở màn cho một tội ác, một tội ác nghiệt ngã đến rợn người. Như đang chạy đua với thời gian, kể từ khi rời khỏi nhà bà Lan, cô Lại cùng với Yến nhanh chóng đi về Thủy Nguyên. Trên đường đi thì mỗi người chỉ ăn lót dạ một ổ bánh mì mua ở bên vệ đường. Lúc này đã là 5 giờ 30 phút chiều. Đang lái xe thì có điện thoại của bà Thoa. Cô Lại bảo Yến mở loa ngoài. Trong điện thoại giọng của bà Thoa liền vang lên: alo, hai cô cháu đi đâu rồi? Sao đến giờ này chưa về? Cô Lại liền đáp: chị à, em với cháu tạm thời chưa về nhà được, có một vài chuyện cần phải tìm hiểu ngay. Hiện giờ hai cô cháu đang đi về Thủy Nguyên, tiện thì chị gọi điện em cũng có vài điều cần nhắc nhở. Bà Thoa lúc này liền hỏi: có gì cô cứ nói, mà sao lại về Thủy Nguyên? Có cần chị đi cùng không? Chị ở nhà cũng lo lắng, cả ngày hôm nay tâm trí cứ như là người mất hồn. Cô Lại liền tiếp: em sẽ kể chi tiết việc cho chị nghe. Hiện giờ em đang lái xe nên là chỉ có thể nói ngắn gọn một vài việc. Em nhớ là ở sân sau nhà chị có trồng một cây bưởi. Chị hái thật nhiều lá bưởi rồi đun nước lên tắm nhé. Phần nước lá bưởi còn lại thì chị dùng để lau sạch nhà cửa. Nếu mà trong nhà có trầm hương thì đốt lên, thắp hương ra tiên, mỗi bát hương cắm 3 cây nhang, cho gọi thợ đến gỡ ngay cái cánh cửa gỗ có in hình dấu bàn tay đó. Gỡ xong thì đem đến khu đất trống để đốt. Nhớ là phải đợi cháy hết mới được đi về. Khi đi về thì không được quay đầu nhìn về đằng sau. Chị ở nhà lo liệu mấy việc như vậy, đừng có lo lắng gì cả. Mọi chuyện đã có em ở đây rồi, cháu Yến sẽ không sao cả. Cuối cùng chuyện của Yến chỉ có chị em mình được biết, đừng để cho người khác. Cho dù là cái đó còn là bố của cái Yến, có vấn đề gì thì em sẽ chủ động gọi cho chị, thế chị nhé. Kết thúc cuộc hội thoại, cô Lại nói với Yến tắt máy. Yến liền vội hỏi: liệu mẹ cháu có làm sao không hả cô? Cô Lại liền đáp: cháu đừng lo, mẹ cháu không sao cả. Vừa rồi cô chỉ bày cách để mẹ cháu tẩy đi tà khí bên trong ngôi nhà mà thôi. Có một điểm mà khiến cho cô muốn cứu giúp vong hồn của người này, tức là cô nhận thấy cậu ta dường như không cố ý hại người. Yến liền nói: nhưng mà chẳng phải đã có người chết đuối bên dưới bể bơi trong khuôn viên ngôi biệt thự đó sao cô? Lúc chiều bác Lan cũng đã nói hồn ma đó còn ám hại người ta đến ốm liệt giường, sợ hãi tê rụng cả tóc, suýt chút nữa thì còn quật chết ông thầy cúng, rồi còn hại cả bác Sáu, muốn giết chết hai mẹ con của cháu nữa. Cô Lại thở hắt ra. Việc người chết đuối trong biệt thự, nguyên nhân có lẽ là vì người này muốn lấy trộm đồ trong căn phòng ấy.
Còn người chụp ảnh với ông thầy cũng bị ma ám. Cô nghĩ sự việc không đơn giản là chụp vài bức ảnh, bởi vì nếu chụp ảnh mà bị quật cho thân tàn ma dại, há chẳng phải là những người bạn của cháu bây giờ đâu có thể sống bình yên phải không? Bác Sáu với mẹ của cháu là do ngăn cản hồn ma của cậu ta tiếp cận nên là mới xảy ra cái việc đáng tiếc. Nhưng mà cho dù thế nào, chuyện ma quỷ hại người đều là việc xấu, còn phải xem ta có thể làm được gì cho cậu ta nữa. 18 giờ 45 phút tối, theo chỉ đường cuối cùng thì cô Lại và Yến cũng tìm đến được khu đất Ủy ban Nhân dân xã Lập Lễ. Trên con đường đổ bê tông khá rộng là những ngôi nhà san sát liền kề lẫn nhau. Phải nói ở đây toàn là nhà giàu, nhà nào nhà nấy ít nhất cũng phải từ 2,5 tầng đổ lên. Cô Lại lúc này liền nói, tới đây rồi, để xem nên hỏi đường ai đây. Đoàn cô Lại nhìn thấy một ngôi nhà đang mở cửa sáng đèn, bên trong có mấy người đang ngồi uống nước chè xem tivi. Cô Lại cùng với Yến bước xuống xe ghé lại ngôi nhà. Cô Lại cất tiếng hỏi, dạ xin lỗi anh chị, cho tôi hỏi thăm một chút được không ạ? Cả vợ chồng trung niên đang ngồi ở bên trong nghe thấy tiếng người nói ở ngoài cửa thì ngoái đầu nhìn ra, biết không phải là người ở đây, bà vợ đi ra rồi hỏi, có chuyện gì vậy ạ? Cô muốn hỏi thăm ai? Cô Lại cúi đầu chào rồi nói tiếp, dạ chị cho tôi hỏi, ở đây gần có ai tên là Quang không ạ? Cả họ cả tên là Trần Đình Quang. Người phụ nữ suy nghĩ ít giây rồi đáp lại, Quang hả? Ở đây có hai Quang. Đây đây, cách đây hai nhà phía bên trên kia cũng có một người tên Quang. Đang nói thì ông chồng xem tivi vừa chen vào, không phải cái Quang đấy đâu, Quang đó thì nó họ Lê. Bố cái thằng dở nó tự gọi mình nó là Quang Lê, mỗi tội hát như là đấm vào mồm ấy. Mẹ xưa cái loại hát đó như bỏ giống lại còn hay hát, mang tiếng cái tên ca sĩ. Bà vợ liền gật gù, ờ đúng rồi, nếu vậy thì chỉ có một Quang thôi, cơ mà nhà ông này thì lại ở tận trong ngõ cơ. Cô Lại liền nói thêm, dạ ông Quang mà có con gái tên là Thảo đấy ạ. Bà vợ chủ nhà liền vỗ tay cái đét rồi cười lớn, thế thì chuẩn rồi, cái con Thảo còi nhà nó bán cá mòi mà, đúng con ông Quang cơm cơm đấy. Giờ tôi chỉ đường nhé, nhớ kỹ đây này, đi thẳng cái con đường bê tông này tầm 300 mét, thấy một cái cổng vắt ngang qua con lạch này, rẽ vào đó, đi tiếp thêm tầm 100 mét nữa thì có một con ngõ nhỏ đường đất nhé. Đi nhìn sang bên tay phải, đến cái nhà nào mà có cây me to ở bên trong sân đó thì chính là nhà con Thảo coi. Nhà tôi hay mua cá mòi kho của nó lắm đấy, tìm đến đó để mua cá phải không? Cá nó ngon bán khắp nơi luôn đấy, ăn một lần nhớ mãi. Còn đang mãi buôn, bà vợ giật thoát mình khi ông chồng bên trong có vẻ khó chịu. Nói ít thôi, đổ nước vào ấm chè đi, cứ gặp ai lại cũng buôn chuyện, đúng là cái loại đàn bà rách việc. Biết ý, cô Lại cùng Yến khẽ cảm ơn bà vợ rồi cúi đầu chào không dám làm phiền nữa, lên xe đi theo chỉ dẫn của bà vợ chủ nhà khi nãy. Qua đoạn cống ngắn chừng khoảng đâu đó trên dưới 100 mét, đúng là có một con ngõ nhỏ. Đầu xe tài khoảng trống trước mặt, cô Lại nói Yến xuống xe đem theo cái ba lô nhỏ. Tiếng chó sủa inh ngòi khi nghe tiếng máy xe ô tô. Khác với đường chính bên ngoài đường đèn sáng trưng thì trong này có vẻ hơi tối. Có điện đường nhưng chỉ là bóng đèn vàng, hơi mờ mờ chứ không sáng rõ. Bước chân vào trong ngõ thì chó lại sủa dữ tợn hơn. Có những con còn sổ cả da cầm, cô ghé mồm qua khe hở để trực sủa trực cắn. Yến sợ nép sát người vào cô Lại. Không may mà nhà nào nhà nấy cũng đều đóng cầm, không dám tưởng tượng mấy con chó này mà được thả rông ra thì sẽ nguy hiểm đến mức độ nào. Đi được một đoạn, nhìn sang bên tay phải có một ngôi nhà với khoảng sân rộng. Bên trong có cây me lớn, lá me rụng đầy sân. Không chỉ vậy, từ trong nhà còn phả ra một mùi thơm thơm của cá kho đang đến độ mềm nhừ. Cô Lại dừng lại rồi nói, đích thị là nhà này rồi, mùi cá mòi kho thơm quá. Nãy không đói mà bây giờ ngửi thấy mùi cá kho bụng đã chuẩn bị réo rồi. Nhà này hình như là không nuôi chó. Đứng trước cổng, cô Lại liền gọi lớn, có ai ở nhà không bác Quang ơi, cô Thảo ơi? Trong nhà sáng đèn, một giọng nữ vang lên, dạ có đây, ai đấy? Đợi một chút đang giở tay. Lát sau có bóng người đang tất bật chạy ra,
là một người phụ nữ trung niên, dáng người nhỏ bé, tóc tai hơi rối, trên mặt mồ hôi vẫn còn đang chảy ròng ròng. Lào lào hai bàn tay vừa rửa vội vào ống quần, bước nhanh đến cổng nhìn là hai vị khách lạ. Đoán không phải người ở đây, cô ta vừa mở cổng vừa hỏi: hai vị là đến mua cá hay là có việc gì khác à? Cô lại mỉm cười rồi gật đầu: chúng tôi là người bên nội thành, nghe nói cá mòi kho của cô Thảo ngon lắm nên là sang đây tìm mua, tính đặt tầm khoảng 20-30 niêu về làm quà. Người phụ nữ tên Thảo vội đáp: à, vâng vâng, vậy mời hai người vào trong nhà uống nước rồi nói chuyện ạ. Đoàn cô ta gọi với vào bên trong: bố ơi, bố pha cho con ấm nước để con mời khách nhé. Trong nhà có giọng của người đàn ông đáp lại: ờ, được rồi, bảo khách vào nhà đi con. Cô lại cùng Yến đi vào trong sân. Những chiếc lá mè khẽ rơi lả tả, lá vương trên cả tóc của Yến. Bên trong nhà thấp thoáng một ông già đang ngoài 60 tuổi đang tất bật bỏ trà vào ấm. Ông ta khẽ cúi xuống lấy cái phích nước để dưới gầm bàn. Xót nước trắng trà xong lại đặt phích xuống lau lau mặt bàn. Tất cả những việc đó ông ấy chỉ làm bằng một tay. Giờ thì cô lại mới hiểu tại sao bà vợ chủ nhà mà cô hỏi đường khi nãy, lúc nhắc đến tên ông Quang thì lại khựng lại một giây, bởi vì ông Quang bị cụt cả một cánh tay. Bước vào trong nhà cô lại khẽ chào: dạ chào bác ạ, làm phiền bác quá. Ông Quang quay lại cười rồi nói: có gì đâu mà phiền, nghe bảo là cô đến đặt mua cá phải không, ngồi ngồi chơi uống nước. Đàn ông Quang ngó ra bên ngoài vẫn chưa thích con gái đâu. Ông Quang đi ra rồi gọi lớn: Thảo ơi, không lên mà tiếp khách hả? Để đó bố trông cho, đi lên xem nào. Bên dưới gian nhà bếp đang nghi ngút khói đốt củi, cô Thảo nói vọng lên: dạ đây con đây, con đang bỏ bớt củi ra rồi con lên ngay. Không đợi thêm nữa, ông Quang xỏ dép thất bật đi xuống bếp, thấy con gái trong những nồi niêu cá mòi kho thơm phừng phức. Tầm phút sau thì cô Thảo đi lên, vừa rót nước mời khách cô Thảo vừa cười: dạ chắc đây là hai mẹ con phải không ạ? Hai mẹ con uống nước đi. Xin lỗi vì đã bắt hai người đợi. Cá kho này em muốn ngon thì phải canh độ lửa chừng giai đoạn. Thôi bây giờ chúng ta bàn chuyện nhé. Vừa nãy chị có nói là chị muốn đặt 20-30 niêu cá phải không? Cô Lài liền đáp: trước tiên tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Lài, còn đây là Yến, cháu gái của tôi. Hai chúng tôi là hai cô cháu, nhà ở bên nội thành. Tôi có đi xe ô tô nên là nếu được thì cứ làm cho tôi khoảng 30 niêu tôi đem về. Cô Thảo liền nói: nếu mà lấy ngay bây giờ thì không được rồi, vì hàng ngày hôm nay người ta đặt hết, 30 niêu cá ít nhất thì cũng phải trưa mai tôi mới kho xong. Hay là chị cứ cho tôi địa chỉ đi, sau khi mà làm xong tôi thuê người chở sang tận nơi cho chị. Bởi ngoài cá mòi thì còn phải chuẩn bị cả chuối xanh với lại nhiều nguyên liệu khác nữa. Cô lại đồng ý, mà túi lấy ra tấm cạc visit có ghi địa chỉ nhà cùng số điện thoại. Đưa tấm cạc cho cô Thảo, cô lại khẽ hỏi: cô Thảo, cho tôi hỏi một câu này nhé, chuyện tình duyên của cô rất lận đận phải không? Cô Thảo giật mình khi mà đột nhiên vị khách mua cá kho này lại hỏi một câu chẳng mấy liên quan. Nhưng mà vì đúng cho nên cô Thảo ấp úng: dạ đúng vậy, nhưng sao chị lại hỏi thế, tôi lấy... Đang nói giờ thì cô lại ngắt lời: khoan đã, để tôi đoán. Cô đã từng lấy chồng nhưng mà hôn nhân sau đó không hạnh phúc, hai người ly hôn. Tuy nhiên thì từ thời điểm đó cho đến nay tình duyên rất lận đận. Không phải là không có người để ý đến, mà chỉ là gặp gỡ đôi ba ngày, sau đó đối phương lại không thích cô nữa, tôi nói đúng chứ? Cô Thảo nghe xong thì đột nhiên nổi da gà. Chỉ vừa gặp nhau có vài phút mà vị khách này phán đúng không sai chuyện gì. Đó cũng chính là nỗi niềm đau đáu của Thảo trong suốt mấy năm qua. Vợ chồng ly hôn cũng đã 9 năm, phụ nữ cô đơn một mình nhiều lúc cũng tủi. Ông Mai bà mối giới thiệu qua cũng không ít người, gặp nhau lắm còn nhiều người muốn tiến tới hôn nhân luôn. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao cứ sau buổi gặp mặt vui vẻ ấy, mấy người đó cứ như vậy im lặng rồi lặn mất tăm. Cô Thảo liền gật đầu lia lịa: dạ đúng rồi, chị đây biết xem bói phải không ạ? Tôi cũng đi xem hai chỗ, thế nhưng mà chỗ nào cũng bảo do còn mang nghiệp âm cho nên là duyên chưa thể tới. Hỏi cách dài thì không thể nào bày được. Họ chỉ nói nên sống thiện tích đức,
sau này vận hạn tốt hơn thì duyên sẽ tự đến. Nhưng mà ngẫm lại bản thân tôi, từ trước đến nay tôi sống chẳng hại ai. Tuy không giúp được nhiều người nhưng mà cũng không tranh giành ăn cắp ăn trộm của ai thứ gì. Vậy mà sao mắc phải nghiệp âm chứ? Cũng nhiều năm rồi nên thành ra là cũng kệ thôi. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Vậy nữa có những cái thứ mình không nói ra được. Nói đến đây sắc mặt của cô Thảo khẽ xỉu xuống, man mác buồn. Đôi mắt khẽ ngấn lệ. Có lẽ phần vì thương cho số phận của mình, hoặc có lẽ cô đang thương cho một người nào khác. Cô lại liền nói, nếu tôi có thể giúp cho cô gỡ bỏ phần nghiệp âm thì cô có đồng ý không? Cô Thảo ngước mắt nhìn lên cô lại, nhận thấy vị khách đang ngồi đối diện với mình, nét mặt vô cùng nghiêm túc. Hơn nữa việc chỉ nhìn qua một chút mà đã phán đúng chuyện tình duyên lận đận của người khác, chứng tỏ không phải chỉ là nói chơi. Cô Thảo liền vội đáp, chị chỉ có thể giúp tôi thật sao à? Thế nhưng phải làm cách nào bây giờ? Cô lại liền tiếp, tất nhiên là thật rồi, bởi vì tôi biết phần nghiệp âm của cô đang mắc phải nằm ở đâu. Tôi còn biết người đó đã chết cách đây 7 năm, nhưng hiện tại linh hồn chưa được siêu thoát, thậm chí là còn sắp trở thành âm hồn dã quỷ, hại tới nhiều người. Điều này cho cô khó nói là phải chuyện liên quan đến cậu thanh niên đã treo cổ tự tử chết cách đây 7 năm trên ngôi biệt thự trên quả đồi hướng mặt ra biển tại Đồ Sơn. Tôi nói đúng chứ? Nghiệp âm của cô cũng từ đó mà hình thành. Cô Thảo lúc này tái mét mặt, ánh mắt hoang mang thất thần, miệng ấp úng không nói thành lời. Chị là ai? Tại sao lại đến đây? Cô lại nói Yến mở ba lô lấy ra cuốn sách túp lều bác tôm rồi đặt lên mặt bàn. Đoạn cô lại nói, cô có nhận ra cuốn sách này không? Vừa nhìn thấy cuốn sách, cô Thảo lập tức cầm lên. Yến cùng với cô lại có thể nhận ra đôi tay của cô Thảo đang khẽ run rẩy. Lần trang đầu tiên, trên trang giấy có viết một dòng chữ bằng tiếng Pháp. Cô Thảo vừa khóc vừa đọc, tặng người con gái tôi yêu nhất trên đời. Đây là sách của cậu chủ Khôi, hay còn được gọi bằng tên Pháp là Matthew. Nhưng mà tại sao hai người lại có cuốn sách này? Tôi nhớ cậu chủ Khôi đã tặng cuốn sách này cho một người con gái rồi cơ mà. Sao bây giờ nó lại ở trong tay của hai người? Cô lại liền tiếp, người con gái được tặng cuốn sách này tên là Lệ. Tôi nói đúng chứ? Nghe đến đây, cô Thảo cầm cuốn sách đứng bật dậy, lùi người ra đằng sau cách bàn uống nước vài bước chân. Cô Thảo tỏ ra vô cùng sợ hãi, miệng ú ớ. Hai người là ai? Mục đích các người tới đây không phải để mua cá. Các người muốn gì ở tôi? Tôi không biết gì cả. Mọi chuyện đã quá lâu rồi. Đi, ra khỏi nhà tôi ngay. Đi. Cô lại đứng dậy nhẹ nhàng trấn an cô Thảo. Cô bình tĩnh lại đã. Chúng tôi không có ý xấu. Tôi biết khi mà khơi lại cái chuyện đau lòng này sẽ khiến cho cô kích động. Nhưng mà tôi tới đây không phải muốn tra hỏi hay làm điều gì bất lợi cho cô. Cô cháu tôi đến đây mong được cô giúp đỡ. Cô Thảo, bây giờ chỉ có cô mới có thể cứu mạng được cháu gái của tôi. Xin cô bình tĩnh để tôi thư chuyện. Nhìn cô rơi nước mắt khi mà đọc bút tích trong cuốn sách, tôi biết trong lòng cô vẫn còn những chuyện đau thương không thể bộc bạch cùng ai. Lần này không chỉ giúp cháu gái tôi, mà cô có thể giúp linh hồn cậu Khôi kia được siêu thoát. Cô Thảo rơi nước mắt nghẹn ngào nói, siêu thoát gì nữa? Cậu ấy đã mất 7 năm nay rồi. Bọn họ đều nói cậu chủ đã về với Chúa rồi. Tôi không biết gì cả. Cô lại liền tiếp, thật vậy sao? Đừng tự lừa dối bản thân mình vậy chứ. Chính cô cũng cảm nhận được trong ngôi biệt thự ấy có tồn tại một điều gì đó bất ổn. Bởi vậy chắc có lẽ cũng phải 3 năm qua cô không lui tới ngôi biệt thự đó nữa. Nếu như cô thương cậu thanh niên đó như vậy thì làm ơn hãy kể cho tôi nghe những gì mà cô biết. Hiện giờ mọi chuyện vẫn yên ổn, nhưng sẽ không lâu nữa. Khi linh hồn cậu ấy hóa thành quỷ dữ thì phong ấn trong ngôi biệt thự đó cũng không giữ được con quỷ đó. Những người liên quan đến ngôi biệt thự ấy đều phải chết. Không chỉ Yến mà cô Thảo cũng giật mình khi nghe cô lại nhắc đến hai từ phong ấn. Cô Thảo loạng choạng vịn tay vào thành ghế. Không thể có cái chuyện như vậy được. Không thể nào. Vừa lúc đó thì ông Quang từ dưới bếp đi lên, nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt, cô Thảo vội vàng lau đi nước mắt, ngồi ngay ngắn lại vào bàn như là không có chuyện gì xảy ra.
Ông Quang đứng ở ngoài sân nói vọng vào trong nhà. Thảo ơi, cái được hết rồi đấy, bố chỉ để lửa tàn âm ỉ thôi. Bây giờ bố sang nhà bác Lân, bác ấy vừa gọi sang bảo là có mấy cái lạng tam thất rừng người ta biếu. Nói bố sang đưa cho bố một ít, con ở nhà tiếp khách nhé. Cô Thảo liền quay ra mà đáp. Dạ vâng, bố cứ đi đi. Ở việc dưới bếp cứ để con được rồi. Trời tối rồi bố đi cẩn thận ạ. Ông Quang vừa cười vừa nói bông đùa. Bố mày bị cụt chứ có phải bị mù đâu, mà lần nào đi đâu mà anh dặn như trẻ con thế. Nói xong ông Quang bước đi ra ngoài cổng sang bên nhà hàng xóm, cống trong cùng một con ngõ nhỏ. Cô Thảo giờ cũng đã bình tĩnh trở lại, rót nước mời cô lại cùng Yến. Cô Thảo thở dài nói về bố của mình. Bố tôi là thương binh trong thời chiến, cột một cánh tay nhưng là lính cụ Hồ, nên lúc nào cũng luôn miệng câu nói là tàn nhưng không phế. Vậy thôi, nhưng mà việc gì ông cũng làm tất cả, không muốn nhờ vả ai bao giờ. Ngày trước tôi lấy chồng cũng là người ở đây, hồi đó khó khăn lắm, chạy ăn từng bữa. Chồng tôi cũng đi làm ăn xa, 2-3 tháng mới về nhà một lần. Mấy chuyện hai người muốn tìm hiểu bố tôi không biết gì đâu. Xin hai người đừng nói gì khiến ông ấy lo lắng. Đời ông ấy đã khổ lắm rồi. Chính cô là người buổi chiều nay đã gọi điện cho bố tôi, nên là người quen của tôi rồi hỏi địa chỉ nhà phải không? Cô lại gật đầu đáp. Đúng là tôi xin lỗi. Có vì tình hình cấp bách quá, lại chỉ có manh mối từ số điện thoại trong giấy báo của bưu điện thôi. Cô Thảo liền nói. Vậy là hai người đã thực sự tìm đến ngôi biệt thự đó. Cuốn sách này các người cũng lấy trong đó ra phải không? Yến liền vội đáp. Dạ đúng, đúng là cháu đã đến ngôi biệt thự đó. Nhưng mà cuốn sách này thì cháu mua lại từ một người thu mua đồng nát. Cô lại thở hắt ra bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc mà Yến đã gặp phải. Kể từ ngày cả lớp tổ chức buổi học ngoại khóa trên quả đồi, có ngôi biệt thự, cho tới sự việc trưa nay hai cô cháu đã làm trong ngôi biệt thự ấy. Nghe cô lại nói mà cô Thảo vã cả mồ hôi. Để trấn an cô Thảo một lần nữa cho rằng mình đến đây không phải lừa đảo, cũng không phải là điều tra ai, cô Lão liền nói. Đó là toàn bộ những gì đã xảy ra khiến cô cháu tôi phải lặn lội đến đây để tìm cô. Những chuyện tôi đã được người dân quanh đó kể lại có thể đúng hoặc sai, nhưng mà việc cháu gái tôi bị hồn ma trong ngôi biệt thự đó đeo bám là sự thật. Cách giải quyết tất cả những chuyện này chính là gỡ bỏ những nút thắt của cậu thanh niên tên Khôi kia khi còn sống. Tôi nghe nói người tên Trần Mai Phương Uyên cùng với ông chồng người Pháp đã bay về Pháp cách đây 7 năm. Người mà tôi cũng có thể cầu mong sự giúp đỡ chỉ có cô thôi, cô Thảo ạ. Làm ơn hãy kể cho tôi nghe tất cả những gì mà cô biết, không chỉ giúp cho người sống mà còn làm yên lòng người đã chết. Bởi tôi biết là sau khi linh hồn hóa quỷ, phong ấn kia sẽ không thể kìm giữ được. Đến lúc ấy oán hận, quỷ khí tích tụ bao năm qua khiến cho vong hồn trở nên đáng sợ. Những người bị báo oán đầu tiên sẽ là những người từng ở trong ngôi biệt thự ấy. Cô Thảo lúc này liền ấp úng. Nhưng phong ấn là sao? Điều này tôi không hiểu. Cô lại liền giải thích. Tôi không biết vì lý do gì, nhưng có ai đó đã sử dụng thuật phong ấn để mà trấn linh hồn của cậu Khôi kia trong ngôi biệt thự. Phong ấn này khiến cho linh hồn của Khôi không thể thoát được ra ngoài. Cậu ấy sẽ không thể siêu thoát. Linh hồn của Khôi cứ ngồi trong ngôi biệt thự bao năm qua, cộng với đó là nỗi oán hận, cái chết tức tưởi khiến cho oán khí ngày càng nặng. Cậu ta sắp từ hồn ma hóa thành quỷ dữ, tới lúc đó chỉ e là không thể ngăn cản. Ngay đến đây cô Thảo cúi mặt lý nhí. Chẳng lẽ là do ông ta? Cô lại liền hỏi. Cô biết chuyện gì sao? Cô Thảo liền đáp. Tôi không chắc, nhưng mà trước khi mà vợ chồng ông chủ bay về Pháp, ông chủ đưa một người Pháp khác tới ngôi biệt thự. Cô lại liền hỏi. Người đó trông thế nào? Cô còn nhớ hình dáng của người này chứ, là nam hay nữ? Cô Thảo liền trả lời. Tôi nhớ là một người đàn ông da đen, đầu trọc. Ông ta mặc nguyên một bộ đồ đen, cổ áo cao đến tận cằm. Trên tay của ông ấy lúc nào cũng cầm một cây thánh giá bằng bạc, cộng với đó là một cuốn sách có bìa màu đen. Khi tôi có hỏi ông chủ thì ông ấy nói ngày này đến để làm lễ siêu độ cho cậu chủ Khôi về với Chúa.
Cô lại khẽ nhíu mày. Phải là đúng rồi, người đó là một linh mục. Chẳng trách thuật phong ấn của ông ta có chút khác thường. Thay vì tìm cách siêu độ cho linh hồn người chết thì người này lại phong ấn linh hồn của Khôi lại. Đó là lý do vì sao ngôi biệt thự ấy không được giao bán và căn phòng ấy tất cả đồ đạc lại còn nguyên như vậy. Cách làm này khiến cho vong hồn đã chất đầy uất hận thì nay lại càng mang nặng oán nghiệp hơn. Cậu Khôi này đáng thương hơn là đáng trách, treo cổ tự tử sau đó lại bị chính cha mẹ của mình phong ấn linh hồn. Điều này giải thích cho sao chỉ sau 7 năm oán linh đã bước vào ngưỡng quỷ. Cô Thảo, tôi cần cô xác nhận có đúng là Khôi tự tử vì chuyện tình cảm hay không. Cô Thảo run run giọng, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, miệng ấp úng trả lời. Đúng, đúng là như vậy. Cậu Khôi tự kết liễu mạng sống của mình vì một người con gái tên là Lệ. Túp lều Bác Tôm là bộ tiểu thuyết mà cậu Khôi thích nhất. Bộ sách gồm có 2 quyển. Tôi vẫn còn nhớ như in cái hôm mà cậu chủ Khôi ký dòng bút tích vào sách bằng tiếng Pháp. Tôi không biết tiếng Pháp. Tôi có hỏi thì cậu ấy có nói câu này có nghĩa là tặng người con gái tôi yêu nhất trên đời. Bên dưới còn có chữ ký của cậu ấy nữa. Khi mà tôi thắc mắc tại sao cậu chủ lại đem tặng người cậu ấy thích một cuốn sách cũ mềm như vậy, thì cậu ấy chỉ cười rồi đáp lại: bởi vì Lệ thích đọc sách giống như là Khôi. Giúp việc cho gia đình họ tới thời điểm ấy cũng đã được 3 năm. Nhưng khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian tôi thấy cậu chủ Khôi vui vẻ nhất. Cứ đi ra ngoài trở về nhà là cậu ấy tươi cười rạng rỡ. Và rồi 4 tháng sau, cậu ấy treo cổ chết ở trong phòng. Tôi là người đầu tiên phát hiện ra. Khi tôi gọi cửa mãi không thấy ai trả lời. Cửa phòng chốt từ bên trong, tôi phải lấy khóa để mở. Lúc mở ra, xác của cậu đã cứng đơ, đưa qua đưa lại bởi một sợi dây thòng lọng buộc trên chiếc quạt trần. Cảnh tượng ấy thực sự hãi hùng. Tôi đang hét toáng lên, hai chân run rẩy không thể nào cử động được. Tôi ngồi thụp xuống đất, mắt ngước nhìn xác cậu chủ Khôi trong hoảng loạn. Vừa nói mà toàn thân của cô Thảo run lên, cơ thể rùng mình nổi da gà, đôi mắt chỉ dám nhìn xuống đất mà không dám hướng lên trên. Cô lại liền khẽ hỏi: Vậy cô gái tên Lệ ấy hiện giờ ở đâu? Cô có biết thông tin gì về cô gái đó không? Làm ơn nói cho tôi biết, để hóa giải được chuyện này, chỉ còn cách tìm ra cô gái đó mà thôi. Cô Thảo lúc này liền trả lời: không tìm được đâu. Thế cô Thảo càng lúc càng tỏ rõ vẻ sợ hãi, lời nói thì ngập ngừng không rõ. Cô lại hỏi tiếp: sao vậy? Cô không có thông tin gì à? Cô Thảo lúc này mới đưa mắt nhìn lên Yến cũng như cô lại, ánh mắt biểu hiện của sự thất vọng, lắc đầu. Cô Thảo khẽ đáp: Lệ đã chết rồi. Nghe đến đây cả cô lại lẫn Yến đều ha hốc mồm kinh ngạc. Cô lại liền hỏi: chết rồi ư? Cô Thảo khẽ gật đầu rồi đáp: đúng vậy, cô gái tên Lệ ấy chết trước cậu chủ Khôi 1 tuần. Cô lại thất thần, nét mặt biểu lộ rõ sự thất vọng. Nếu cả Lệ đã chết thì chuyện này thực sự sẽ rơi vào bế tắc. Phong hồn của Khôi sẽ không buông tha cho Yến cho đến khi đưa được Yến đi cùng. Bởi lúc này cậu ta vẫn nghĩ Yến chính là Lệ. Cô nói Lệ chết trước Khôi 1 tuần, sao cô biết? Cô đã từng gặp Lệ chưa? Cô Thảo liền đáp: tôi chưa từng gặp Lệ. Việc Lệ chết trước đó 1 tuần được viết trong thư tuyệt mệnh của cậu chủ Khôi. Trước khi chết, cậu chủ Khôi đã viết bức thư ấy rồi đặt ngay bên dưới vị trí mà mình tự tử. Sau khi phát hiện xác cậu chủ chết trong phòng, nghe tiếng hét của tôi, bà chủ lập tức chạy tới. Hôm đó chỉ có tôi và bà chủ ở nhà. Ông chủ bận công việc đi từ chiều ngày hôm trước. Nhìn thấy xác cậu Khôi, bà chủ uyên gào lên trong đau đớn rồi quỵ chân xuống, hai tay cầm bức thư tuyệt mệnh của con trai. Đọc xong, bà chủ ngã vật ra đất bất tỉnh. Tôi luống cuống gọi cho ông chủ nhưng không được, chỉ còn cách gọi trong công an. Khi công an cùng với nhân viên y tế tới, họ chụp ảnh hiện trường đưa bà chủ sang một phòng khác để xem xét tình hình. Cuối cùng thì họ hạ xác của cậu chủ xuống. Bức thư tuyệt mệnh ấy tôi cầm trên tay,
Trong thư chỉ viết mấy dòng ngắn ngủi: Lệ đã chết rồi, con sẽ đi cùng với Lệ, mẹ đã hài lòng rồi chứ. Giờ thì không ai có thể ngăn cản tình yêu của tụi con nữa. Vĩnh biệt bố mẹ. Sau này tôi mới biết cô gái tên Lệ ấy đã chết trong một vụ tai nạn xe khách rất thương tâm. Chuyến xe đi từ Hải Phòng lên Lào Cai, trời mưa đường mù dày đặc. Xe khách mất lái đâm thẳng xuống vách núi. Tất cả hành khách trong chuyến xe đó đều đã chết. Yến liền hỏi: Nhưng mà tại sao trong bức thư tuyệt mệnh ấy lại viết mẹ đã hài lòng rồi chứ? Nghe giống như là tình cảm của Khôi và Lệ bị bà Uyên ngăn cấm vậy. Cô Thảo lúc này liền trả lời: Điều này thì tôi không rõ, nhưng mà khoảng thời gian mà cậu chủ Khôi vui vẻ nhất thì đó cũng là khoảng thời gian tôi thấy bà chủ thường xuyên gọi điện cho một người. Tôi chỉ nghe được một vài câu đại loại như bà chủ yêu cầu người kia phải theo dõi thật sát và có tin gì phải báo cho bà chủ ngay. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều gì cả, bởi phần làm giúp việc sao dám tham gia vào chuyện riêng của chủ. Sau khi cậu Khôi chết, bà chủ như phát điên. Hàng ngày bà chủ đều vào phòng cậu Khôi nhìn ngắm những món đồ trong căn phòng đó rồi tự cười, tự nói chuyện một mình. Đến nửa đêm thì lại mặc váy trắng đi từ trên đồi xuống bãi biển để đi dạo, vừa đi vừa hát. Hát chán rồi lại ngồi ôm mặt nhìn ra biển gọi tên cậu chủ. Mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn cho đến 3 tháng sau. Bà chủ bắt đầu đập phá đồ đạc trong nhà, tất cả trừ những thứ bên trong căn phòng của cậu Khôi. Miệng lúc nào cũng nói cậu Khôi vẫn còn sống và đang hiện hữu trong ngôi biệt thự. Trước kia mọi công việc nấu nướng giặt giũ dọn dẹp trong nhà đều do tôi làm. Nhưng từ khi cậu Khôi mất, bà chủ lại làm những việc đó. Hàng ngày bà chủ vẫn nấu đồ ăn cho cậu Khôi, đem ra bàn, đem vào trong phòng, cứ như thể cậu Khôi thực sự vẫn tồn tại vậy. Mất con không muốn mất luôn cả vợ. Ông chủ tìm mọi cách để làm cho bà chủ trở lại bình thường, nhưng mọi thứ ngày càng tồi tệ hơn. Cuối cùng thì ông chủ đã quyết định đưa bà chủ quay trở về Pháp. Trước khi đi thì ông chủ có dẫn người đàn ông ngoại quốc với nước da đen đó về ngôi biệt thự. Đồ đạc trong nhà được chuyển đi đâu không rõ. Chỉ có căn phòng của cậu Khôi là mọi thứ được giữ nguyên. Ông chủ giao lại chìa khóa ngôi biệt thự cho tôi và dặn mọi thứ như điện nước không được cắt. Thi thoảng tôi vẫn lưu đến dọn dẹp ngôi biệt thự. Hàng tháng sẽ có một số tiền gửi cho tôi để lo liệu mọi việc. Tiền đó cũng coi như là tiền trợ cấp cho tôi sau khi vợ chồng ông bà chủ bay về Pháp. Thời gian đầu thì tôi vẫn còn đến dọn dẹp. Nhưng kể từ khi dưới bể bơi trong ngôi biệt thự có người chết đuối thì tôi không dám đến đó nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.